từ ngày 10 tháng 11 năm 2021, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu có thống kê số ca mắc COVID-19 tử vong có tiêm vaccine và chưa tiêm vaccine COVID-19. Sau 2 ngày đã có 17 ca tiêm đủ 2 mũi và 26 ca đã tiêm 1 mũi. Đa số các ca tử vong mắc bệnh nền. Ngày 10 tháng 11, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 43 ca tử vong, trong đó có 5 ca do các tỉnh khác chuyển đến, gồm Long An 2 ca, Bình Dương 2 ca và Bến Tre 1 ca. Qua phân tích số liệu cho thấy có đến 39 ca tử vong nhiễm COVID-19 kèm theo bệnh nền, 2 ca tử vong do bệnh nền kèm mắc COVID-19. Khai thác tiền sử tiêm vaccine cho thấy có đến 15 ca chưa tiêm vaccine, 6 ca tiêm mũi 1 và 7 ca đã tiêm đủ 2 mũi. Đến ngày 12 tháng 11, Thành phố Hồ Chí Minh có 38 ca tử vong, trong đó có 3 ca do các bệnh viện các tỉnh chuyển đến: Long An 1, Sóc Trăng 1, Bạc Liêu 1. Phân tích số liệu tử vong tại bệnh viện trong ngày cho thấy số ca tử vong do COVID-19 kèm mắc bệnh nền là 34 ca. Qua phân tích các ca tử vong khai thác được tiền sử tiêm vaccine cũng cho thấy có đến 20 ca chưa có tiền sử tiêm vaccine COVID-19, 2 ca tiêm 1 mũi và 10 ca tiêm 2 mũi. Số ca tử vong từ 18 đến 50 tuổi là 2 ca, số ca tử vong từ 51 đến 65 tuổi là 15 ca, số ca trên 65 tuổi là 21 ca. Không có trường hợp tử vong trẻ em. Người tăng huyết áp nhiễm COVID-19 tử vong cao. Theo bác sĩ Đặng Quốc Quân, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, từ 1 tháng 10 đến 6 tháng 11, tại bệnh viện có 58 ca tử vong do COVID-19, trong đó có 3 ca tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Tiêm 1 mũi là 3 ca, 6 ca chưa tiêm. Tuổi tử vong từ dưới 6 tuổi đến 21 tuổi có 14 ca, chiếm 24%. Trên 60 tuổi chiếm 44 ca, chiếm 76%. Bác sĩ Đặng Quốc Quân cho biết, số tử vong có bệnh nền do tăng huyết áp chiếm 33 ca, tiểu đường 20 ca, tim mạch 8 ca, thận mạn tính. Qua thống kê cho thấy số vào viện tử vong dưới 5 ngày là 11 ca, từ 5 đến 15 ngày là 30 ca, nhiều hơn 15 ngày là 17 ca. Những ca tử vong này khi đến cấp cứu đã nặng và phải thở máy và không thể chuyển viện được vì sẽ tử vong trên đường đi. Bệnh viện đã hội chẩn với Trung tâm Hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế tại Bệnh viện Dã chiến số 14, Bệnh viện Quân y 175 để chuyển viện một số ca, một số điều trị tại chỗ. Còn theo bác sĩ Nguyễn Thanh Trường, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, tuần qua tại bệnh viện có 7 ca COVID-19 tử vong, trong đó có 2 ca mới chỉ tiêm 1 mũi vaccine COVID-19, 5 ca chưa tiêm mũi nào, tuổi trung bình là 71 tuổi và hầu hết đều mắc bệnh nền tăng huyết áp, tiểu đường. Làm sao hạn chế tử vong? Để hạn chế bệnh nặng và tử vong, bác sĩ Đặng Quốc Quân đề nghị phát ngay gói thuốc C Monopiravir ngay từ đầu, dù có triệu chứng nhẹ hay không có triệu chứng, trừ chống chỉ định, thì tỷ lệ nặng và tử vong sẽ giảm, vì qua quá trình sử dụng, đa phần thấy thuốc không có tác dụng phụ. Mặt khác, cần có thống kê người ở tỉnh lên Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm mũi 1 hoặc chưa tiêm để tiêm đầy đủ. Đồng quan điểm, bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần bảo vệ người có nguy cơ cao, lớn tuổi là những người mắc các bệnh nền vì đáp ứng miễn dịch của họ kém dù tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Một mặt hạn chế cho những đối tượng này hòa nhập, mặt khác tiêm vaccine mũi 3 cho họ, đồng thời phát ngay gói thuốc C để uống nhằm giảm ngay tải lượng virus. Về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Thanh Trường cho biết, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tất cả F0 từ 60 tuổi trở lên đều cần được nhập viện theo dõi, dù đã tiêm hay chưa tiêm vaccine, vì diễn tiến của bệnh khó lường. Dù có tiêm 2 mũi thì vẫn phải 5 ca, vì số ca bệnh gia tăng, đa số là nhẹ, nhưng nguy cơ số ca nặng cũng tăng theo. Không phải ai tiêm vaccine xong cũng đáp ứng miễn dịch. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh, cứ 100 người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 thì sẽ không bao giờ có được 100 người không nhiễm bệnh. Tùy loại vaccine mà có thể có trên dưới 20 người có thể mắc bệnh nhưng không nặng. Nếu những người này mắc bệnh và chữa hết thì họ sẽ có miễn dịch. 100 người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 thì có trên dưới 80 người đủ miễn dịch để không mắc bệnh hoặc bệnh quá nhẹ mà không biết. Những người mắc bệnh nhẹ sẽ càng tăng thêm miễn dịch. Nhưng thời gian xa dần, sau mũi 2, họ có thể dễ mắc bệnh hơn giai đoạn đầu. Như vậy, sau khi chích đủ 2 mũi vaccine COVID-19, thì hãy hòa nhập càng sớm càng tốt để tăng thêm người có miễn dịch và miễn dịch cộng đồng bền vững. Nhưng cần chữa tốt những bệnh nặng, đặc biệt là đủ 2 mũi nhưng vẫn nặng. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.